Hôm nay chúng ta cùng học về các loài động vật. Con mèo. Con chó. Con thỏ. Con lợn. Con cừu. Con dê. Con ngựa. Con lừa. Bò sữa. Con bò. Con lạc đà. Con nai. Hươu cao cổ. Gấu trúc. Gấu túi. Gấu túi. Chuột túi kangaroo. Con sóc. Con khỉ. Con tinh tinh. Con tinh tinh. Gà trống. Gà mái. Gà con. Gà tây. Con ngỗng. Con vịt. Chim bồ câu. Con vẹt. Chim sẻ. Chim sẻ. Chúng ta cùng học lại nhé. Con mèo. Con chó. Con thỏ. Con lợn. Con cừu. Con dê. Con ngựa. Con lừa. Bò sữa. Con bò. Con lạc đà. Con nai. Hươu cao cổ. Gấu trúc. Gấu túi. Gấu túi. Chuột túi kangaroo. Con sóc. Con khỉ. Con tinh tinh. Con tinh tinh. Gà trống. Gà mái.
gà con. Gà Tây. Con ngỗng. Con vịt. Chim bồ câu. Con vẹt. Chim sẻ. Chim sẻ. Cảm ơn các bạn đã xem clip. Các bạn nhớ đăng ký kênh để xem video mới nhất trên kênh nhé. Anh Đào. Cherry. Strawberry. Dâu Tây. Strawberry. Apricot. Quả mơ. Apricot. Loquat. Bả sơn trà. Loquat. Banana. Quả chuối. Banana. Watermelon. Dưa hấu. Watermelon. Long gan. Quả nhãn. Long gan. Lychee. Quả vải. Lychee. Peach. Quả đào. Peach.